quyền lực cuối cùng The Last Dole. Tác giả Mario Puzo Dịch giả Đặng Phi Bằng Ngọc Nhi Tập 15 Khi thằng trộm trâu Snedden đến Dante quan sát nó Nó to và mập nhưng người rất chắc, thịt thà, xương cốt kích chặt, chứ không phải chút nào. Nó mặc áo sơ mi giả xéo màu xanh, có túi lớn hai bên ngực. Một hộp nút trắng ở giữa, một túi nhét đầy phỉnh đen loại 100 đô. Túi kia là loại 500 màu trắng, vàng. Phỉnh năm đỏ, màu đỏ và 25 đô màu xanh lá cây hắn tổng trong túi quần. Một cái quần dại bố trắng, ống loe. Dưới chân là đôi giày mềm màu nâu. Thằng trộm trâu hầu như chỉ chơi đổ xí ngầu, trò chơi sát xuất thú vị nhất. Cross và Dente đã biết hắn đặt cá 10.000, vào hai trận bóng rổ đại học và 5.000 với những phiếu cá lậu trong một cuộc đua ngựa ở Santa Anita. Thằng trộm trâu không định trả thuế, mà dường như hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng về mấy vụ cá cược đó. Nó khoan khoái bắn đổ xí ngầu. Nó làm cái, luôn miệng bảo các tài bạc khác. Theo nước của hắn, Vui vẻ họ hét, khích lệ họ đừng có rung tay. Hắn đang đặt thẻ đen. Hàng chồng thẻ che kín hết mấy con số, đánh tuốt hết. Khi xuất sắc tới mình, hắn dùng tay ném mạnh về phía dách bàn đối diện, nảy bật về phía này, để dễ bắt hơn, rồi hắn cố chụp lấy chúng. Nhưng tay hồ lì luôn nhanh nhẹn dùng móng gậy bắt và giữ chúng lại để người khác có thể đặt. Đen tê ngồi vào bàn xí ngầu, da cá độ với tim bự, rồi Dante đặt những gián chết người để chắc chắn là mình sẽ thua sạch trừ những lúc hoàn toàn do may mắn. Hắn kêu ghi nợ 20.000 đô rồi sau khi ra hiệu lấy thêm thẻ đen đem trải hết ra trên bàn ghi nợ lần nữa. Đến lúc này thì hắn đã thu hút được sự chú ý của tim bự. Tim bự kêu lên Này, anh bạn đội nón, học chơi đi là vừa. Dante vui vẻ quơ tay chào hắn và tiếp tục đặt một cách điên rồ. Khi tim bự đổ điểm gần tối đa tê lấy xuất sắc và kêu ghi nợ 50.000 đô. Hắn rải thẻ đen khắp bàn, hy vọng gặp may. Nhưng không hề. Giờ thì tiêm bự đang quan sát hắn, nhưng không phải thích thú với giải bình thường nữa. Thằng trộm trâu tiêm bự ăn trong tiệm cà phê. Đây là một quán ăn của khách sạn chỉ dọn những món mỹ nấu đơn giản. Hắn ít khi ăn ở các quầy ăn Pháp, Bắc Ý hay quán Hoàng gia Anh quốc chính hiệu của Sanadu. Có năm người bạn ăn tối chung với hắn và thằng trộm trâu tim bự phát giá Keno cho mọi người để ai nấy đều có thể theo bản kết quả trong khi ăn. Cross và Dante ngồi ở một quầy trong góc. Với mái tóc vàng hết cao, thằng trộm trâu trông giống như một bức họa của Bruegel vẽ tên địa chủ vui tính người Đức. Hắn kêu không biết bao nhiêu món mà kể, tương đương với hơn ba bữa ăn, thế mà hắn cũng ngốn hết, còn xỉa nỉa thêm vào đĩa của mấy tên bạn nữa. Dante nói, Tệ thật, Tao chưa từng thấy tên nào yêu đời đến thế. Cross nói, đó là một cách để đẻ ra hàng đống kẻ thù đây. Đặc biệt là khi ta lại yêu đời bằng tiền của người khác. Cả hai ngắm tim bự ký sát bán không phải trả, rồi kêu một trong mấy tên đi cùng trả tiền boa. Bọn kia đi rồi, Cross và Dante nhâm nhi cà phê. Cross thấy thích gian phòng khổng lồ này với những bức tường bằng thủy tinh mở ra bóng đêm phía ngoài được ánh đèn hồng thắp sáng. Màu xanh của cây cỏ bên ngoài phản chiếu vào trong phòng, làm dịu đi ánh sáng của những chùm đèn rực rỡ. Cross nói với Dante, Tôi nhớ một buổi tối năm trước, thằng trộm trâu với một mánh lớn tại bàn chơi xuất sắc. Tôi nghĩ hắn bỏ túi hơn 100.000 đô, lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Khi chủ sòng lấy thẻ cất vào các bạc, thằng trộm trâu đã nhảy lên bàn, mà tè lên láng đầy bàn. Rồi anh làm gì? Tôi cho nhân viên bảo vệ đưa hắn lên phòng, phạt 5.000 đô vì tội đái bậy lên bàn. Nhưng hắn giờ đi luôn. Dente nói, tôi ấy à, tôi thì lột da đầu nó. Nếu có người cho anh nửa triệu một năm, thì anh có cho hắn đái trên bàn không? Nhưng thật tình mà nói, tôi cũng cầm nó lắm. Mà biết đâu, nó đã chẳng làm chuyện đó trong một sòng bạc bên khu biệt thự chứ. Hôm sau, Cross ăn trưa với tim bự để báo cho hắn biết về bữa tiệc và việc trao tặng chiếc Rolls Royce. Pippi nhập bọn và được giới thiệu. Tim bự lúc nào cũng kỳ kèo chút đỉnh. Chiếc Rose thì tốt rồi, nhưng chừng nào tôi có một cái biệt thự của mấy bộ đây. Cos nói, anh xứng đáng lắm. Lần tới, anh đến Vegas, anh sẽ được một cái. Tôi hứa đây, thậm chí dù tôi có phải tống một gã khác ra. Thằng trộm trâu tim bự nói với Pippi. Thằng con ông dễ thương hơn lão già Cronerville nhiều. Pippi nói, mấy năm cuối đời cô bộ ổng hơi ngộ ngộ tôi có lẽ là bạn thân nhất của ổng mà ổng có bao giờ cho bớt một cái đâu tim bự bảo ôi thay mẹ lão già giờ con trai ông đang điều hành khách sạn ông mà muốn là được liền chứ gì có nói không được đâu ba tôi đâu phải là một tay cờ bạc cả bọn phá lên cười nhưng lúc này tim bự lại đang tính đến đường làm ăn khác nó bảo có một tên nhỏ con trông có vẻ kỳ kỳ hắn đội một cái nón quái đản lắm và là một tay đổ xí ngầu tệ nhất mà tôi chưa từng thấy. Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà hắn đã ký nợ hết gần 200 ngàn. Mấy bộ biết gì về hắn không? Chắc mấy bộ cũng biết tôi luôn muốn thêm người đầu tư mà. Cross nói, tôi không thể cho ông biết gì về khách chơi của mình. Ông nghĩ sao nếu tôi lại tiết lộ chuyện của ông cho người khác? Tôi chỉ có thể nói rằng ông ta có thể có một cái biệt thự bất cứ lúc nào. Nhưng ông không bao giờ muốn cả ông ta không thích chơi nổi. Tim bự nói, hãy giới thiệu tôi với tay đó vậy. Nếu tôi ký kết được gì, anh sẽ có chút đỉnh. Ồ, không đâu, nhưng ông già tôi có biết ông ta đấy. Ờ, nếu có tiền thì tôi cũng biết xài chứ bộ. Pippi nói, được, hãy quảng cáo tôi kha khá nha. Tim bự bảo, Pippi quay sang tân bóc. Hai người hợp lại thì nhất rồi. Tay này nhiều tiền nhưng không biết cách làm ăn lớn như anh đâu. Tôi biết anh chơi rất đẹp, tim bự à. Vậy tôi đáng hưởng bao nhiêu, thì anh cho bấy nhiêu. Thằng trộm trâu sáng mắt lên. Pippi sẽ trở thành một thằng làm rối trong tay hắn đây. Hắn nói, tốt lắm, tối nay tôi sẽ ngồi chơi ở bàn xuất sắc, nhớ đưa hắn tới nha. Lúc đang giới thiệu với nhau ở bàn xuất sắc, cả Dente và Pippi đều giật mình khi thằng trộm trâu giật cái nón phục hưng trên đầu Dante và thế vào cái mũ bóng chai Dogger hắn đang đội. Kết quả trông thật buồn cười. Cái nón phục hưng nằm trên đầu tim bự, làm hắn trông giống như một tay bảy chú lùng của nàng Bạch Tuyết. Tim nói, để đổi giận may cho nhau ấy mà. Ai cũng cười, nhưng Pippi không thích tia nhìn hàng học chết người ánh lên trong mắt Dante. Ông bực dọc vì Dante đã phớt lờ lời dặn của ông, cứ đổi cái nón đó Ông giới thiệu Dante là Steve Sharp và đã làm tim bự sướng rơn cả người với những câu chuyện về Steve. Nào hắn là sếp lớn của một đế quốc ma túy ở miền đông. Nào là hắn phải tẩy hàng tỷ đô. Rồi Steve lại còn là một tay cờ bạc ngơ ngơ người đã đặt cược một triệu môn. Người đã đặt cược một triệu môn Super Bowl thua mà tỉnh như rồi. Những phiếu nợ của hắn trong các bạc ở sòng toàn tính bằng vàng rồng trả ngay tại chỗ. Thế là bây giờ, với cánh tay dành doàn, choàng qua gia đen tim bự nói. Steve, chúng ta phải nói chuyện với nhau, vô quầy cà phê kiếm cái gì ăn đi. Hắn chọn một gian tách biệt. Đen kêu cà phê, như hắn gọi một đống đồ tráng miệng, kem dâu, rượu Napoleon, bánh kem chuối, kèm thêm một dĩa bánh ngọt đủ loại. Rồi hắn tuôn bài diễn văn tràn gian đại hải, tự quảng cáo về mình một tiếng đồng hồ hắn có một dãy cửa hàng nhỏ muốn sang tay kiếm cũng khá và lâu dài hắn có thể thu xếp nhận tiền mặt chưa tẩy rằng hắn có một xí nghiệp thịt hợp và hàng lô các sản phẩm tươi sống khác mà hắn có thể bán với tiền đi đêm rồi bán lại lấy đổi tiền sạch rằng hắn có trong tay ngành phim ảnh nên có thể giúp tài trợ trực tiếp cho mấy bộ phim và các rạp chiếu phim khiêu dâm làm ăn được lắm hắn nói anh sẽ được gặp các ngôi sao ngủ với các tiểu minh tinh và tẩy sạch tiền của mình đền thề rất khoái thằng này. Tim bự quyên thuyên đủ điều, tin tưởng rằng con mồi sẽ không thể làm gì khác, ngoài việc trố mắt nhìn đóng của lồ lộ, lộ trước mặt. Đền thề hỏi vài câu tỏ ra hăng hái, nhưng có phần e già. Cho tôi dành thiếp của anh đi, tôi sẽ gọi lại, hoặc nhờ Pipi gọi anh, và ta có thể ăn tối một bữa để thảo luận đầy đủ, rồi tôi mới có thể ký kết giao kèo được chứ. Tiên bự đưa danh thiếp cho hắn. Nhanh nhanh lên nha, Tôi có một phi vụ chắc cú rất đặc biệt. Tôi sẽ cho anh ăn theo. Nhưng chúng ta phải nhanh vụ này lên mới được. Hắn dừng lại một lát rồi nói. Có dính tới thể thao đấy. Không như nãy giờ, đền thề tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Lạy chúa, từ trước tới giờ tôi luôn mơ ước điều đó đấy. Tôi ghiền thể thao lắm. Ý anh định nói mua một đội bóng chày chơi giải ngoài hạng được sao? tim bự dội giả đáp. Không xôm tụ vậy đâu, nhưng cũng ngon ăn, Vậy chừng nào mình mới gặp lại đấy? Tim bự đắc ý. Ngày mai, khách sạn tổ chức chiêu đãi và tặng tôi một chiếc Rolls, một trong những khách sộp mà. Ngày mốt, tôi về Los Angeles. Vậy tối mốt được không? Dante giả giờ suy tính. Được, Pippi sẽ đi Los Angeles với tôi. Ông sẽ gọi anh để sắp xếp đấy. Tim bự nói. Tuyệt. Hắn hơi do dự về tính thận trọng của gã này nhưng không dạy gì làm hỏng vụ làm ăn này với những câu hỏi không cần thiết. Để tối nay, tôi chỉ anh chơi xuất sắc để anh còn có cơ may kiếm chắc chứ. Dante làm ra vẻ ngượng ngùng. Tôi biết sở đoạn của mình chứ, tôi chỉ muốn quậy chút đỉnh. Khi tiếng đồn lan ra, tôi mới có thể kiếm chắc sơ muối mấy em ca sĩ được chứ. Tiên bự nói, vậy thì anh hết thuốc chữa rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì anh hợp với tôi, ta sẽ kiếm được khá đấy. Hôm sau, bữa tiệc dành cho tiêm bự được tổ chức trọng thể ở phòng dạ hội rộng mênh mông của khách sạn Sanadu. Nơi thường được dùng cho những dịp đặc biệt như mừng năm mới, Giáng sinh hoặc lễ cưới của những tay chơi hàng sang hay những buổi giới thiệu trai giải thưởng, những buổi tiệc Super Bowl, The World Series có khi là những hội viên chính trị. Đó là một gian phòng khổng lồ, trần cao dò dọi, bong bóng ra khắp nơi với hai bàn tiệc vĩ đại cắt cái phòng làm đôi. Các món ăn được trưng ra, sắp xếp trông như từng mảng băng lớn, chen giữa những thứ trái cây lạ đủ màu sắc. Dưa gan, bụng banh ra khoe lớp thịt vàng ươm, những chùm nho tím mọng nước căng cả giỏ, những quả dưa gai, những trái kiwi, những hột giải, hột giả gai và một quả dưa hấu đồ sộ. Những cái giỏ đầy ú ụ, 12 loại kem trông như những tiềm thủy đỉnh, rồi thì hàng dãy trải toàn những món ăn bốc khói, một mảng thịt bò to như con trâu, một con gà tây ngoại cỡ, một đùi cham trắng tươm mỡ, lại thêm một khay đủ loại mì, rắc pesto xanh rì và đỏ rực nước sốt cà chua. Một cái nồi lớn màu đỏ, to cỡ một cái thùng rác, có quay cầm bằng bạc, đang sôi sùng sục món ragu lợn rừng, mà thực ra là món lẩu thập cẩm gồm thịt lợn, thịt bò và thịt dê. Kế tiếp là đủ loại bánh mì. Nổi lên bờ những tảng băng là các món tráng miệng, bánh trái kem, bánh bột nhồi kem đánh, một mớ hổ lớn bánh ba tầng trang trí bằng những mẫu mô hình khách sạn Sanadu. Cà phê và rượu mạnh được những cô gái xinh đẹp nhất của khách sạn phục vụ tận tay. Vì khách đầu tiên chưa tới mà thằng trộm trâu tim bự đã ra tay tàn phá cả bàn tiệc. Ngay giữa phòng là chiếc Rolls Royce chẻm chệ trên một bục cao thêm hàng dây ngăn cách với đám người phía dưới. Sơn màu trắng sữa sang trọng, giá tao nhã đích thực. Cái xe thể hiện một mẫu hình thiết kế đầy trí tuệ chiếc xe trông đối lập hoàn toàn với những vẻ giả tạo của thế giới Vegas này. người ta đã thay một bức vách trong phòng bằng tấm rèm vàng rực để đưa xe ra vào. trong góc phòng có một chiếc Cadillac màu tím. đó là giải thưởng phụ sẽ công bố theo số của giấy mời cho những khách đến dự tiệc, những tay chơi thượng hạng, các ông chủ sòng bạc của những khách sạn lớn nhất. đây là một trong những trò hấp dẫn nhất mà Ronavelt đã nghĩ ra những buổi gia tiệc thế này đã gia tăng đáng kể thu nhập của khách sạn. Bữa tiệc thành công rực rỡ nhờ vào cái tính sôi nổi của tim bự. Với hai cô phục vụ bên mình, hắn dường như một mình một ngựa dọn sạch bàn tiệc. Hắn trộn bà dĩa lớn, rồi lại trình diễn một màn nạp năng lượng kinh khủng đến mức suýt nữa trên thề khỏi ra tay gì nữa vì hắn sẽ bội thực mà chết. Cross đại diện khách sạn lên giới thiệu giải thưởng, kế đến tim bự đọc một bài diễn văn cảm ơn. Hắn nói, Tôi muốn cảm ơn khách sạn Sanadu đã tặng tôi món quà tuyệt vời này. Chiếc xe giá trị 200.000 đô đó giờ là của tôi, hoàn toàn miễn phí. Đó là phần thưởng cho 10 năm qua, tôi đã đến Sanadu. Cho thời gian họ phục vụ tôi như một ông hoàng và cũng giác nhẫn túi của tôi. Tôi tính, nếu họ trao tôi 50 chiếc rose thì mai ra mới gọi là tương xứng được. Nhưng quý thần ơi, mỗi lần tôi chỉ có thể lái được một chiếc mà thôi tới đây, đây tiếng vỗ tay tiếng chúc mừng hắn nổi lên cross nhăn mặt nó luôn cảm thấy bối rối xấu hổ với những bữa tiệc như thế này chúng chỉ lộ ra những giả dối đằng sau những thiện ý của khách sạn tim bự choàng tay ôm nhỏ phục vụ đứng sát bên hắn nắng nắng ngực hai con nhỏ trông rất ư là thân thiết như một danh hài đầy kinh nghiệm hắn chờ tiếng quang hô lắng xuống hắn tiếp thật đấy tôi vô cùng biết ơn đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mới vừa ly dị xong đấy các bạn. Ô, oh, chuyện nhỏ ấy mà. Nào, có ai cho tôi tiền đổ xăng để lái chiếc này về Los Angeles không? Sandadu lại lột tôi sạch sẽ nữa rồi. Tim bự dần tiếng đúng lúc. Khi tiếng vỗ tay, quang hô nổ ra lần nữa. Hắn leo lên bục da da trong xe. Hàng rèm rực rỡ thế chỗ bức tường bây giờ dán lên. Rồi tim bự lái xe ra. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc ngay sau khi chiếc Cadillac được trao cho một tay chơi thứ thiệt khác. Các trò ăn uống đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ và ai nấy đã trở lại bàn đánh bạc. Đêm đó, dòng hồn lão Ronevelt chắc sướng rơn lên với kết quả của buổi tiệc. Doanh thu gần gấp đôi, bọn gái gọi chất lượng nhất được mời đến dự tiệc của tiêm bự, đã dội dàng, ống ẹo kết bạn với những tay chơi yếu hơn và đã được họ cho mấy cái thẻ đen để đánh bài. Ronavelt vẫn thường lưu ý tới Cross là những tay chơi bài nam và nữ đều có những kiểu tình dục khác hẳn nhau. Đó là điều quan trọng mà những ông chủ sòng bạc phải biết. Trước tiên, Ronavelt ca ngợi tính ưu diệt của Canada như cách lão thường nói. Nó có thể đánh bại tất cả. Thậm chí, nó có thể biến một tay đánh bạc điếm đàn thành một người lương thiện. Có nhiều nhân vật tiến tâm khắp hoàn cầu đã từng là khách của khách sạn này. Các nhà khoa học đoạt giải Nobel những tỷ phú, những đấng phục hưng tôn giáo vĩ đại, những hình tượng sáng chói trên văn đàn, một nhà vật lý đoạt giải Nobel, có lẽ là bộ óc ưu tú nhất hành tinh này, đã từng tồm tem với trọn cả ban vũ công suốt 6 ngày ông ta ở đây. Ông không chơi bài nhiều, nhưng sự hiện diện của ông ta là một dinh hạnh cho khách sạn. Chính Kronovelt đã phải tự chi quà cho từng cô, vì điều này chưa từng xảy ra với cỡ người đoạt giải Nobel. Mẹ ả đã bô bô khoe rằng ông ta là một bạn tình tuyệt vời nhất, say đắm và có nghề, mà không cần ứng dụng khoa học kỹ thuật gì cả. Chỉ với một của trời cho dễ thương nhất mà mấy ả chưa từng thấy. Và tuyệt nhất là ông ta rất vui tánh, không hề làm mấy ả ngất lên với những chuyện nghiêm túc giới dẫn nào. Không hiểu tại sao Cronovelt lại thấy khoái điều này, một bộ óc như thế mà lại thỏa mãn được phái yếu, chứ không như Ernest Vell, một nhà văn tên tuổi nhưng không khác gì một đứa ở tuổi trung niên lúc nào cũng bị dương lực lượng nhưng lại chẳng tích sự gì khi hành sự. Rồi thượng nghị sĩ quay đang hứa hẹn là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, người xem tình dục như là chơi gôn vậy. Đó là chưa kể đến tay diện trưởng trường giao, đức giáo chủ ở Chicago, lãnh tụ của Ủy ban nhân quyền quốc gia và những xếp sòng hay ca cẩm của đảng Cộng hòa. Tất cả đều bị cái vốn tự có đó của mấy em xỏ mũi. Trường hợp ngoại lệ là những tên PD hay mấy tên choát. Nhưng nói cho cùng, tôi này cũng chẳng phải những tay bạc chính hiệu cronovelt để ý thấy những tay cờ bạc thường ăn chả trước khi xuất quân đánh bạc ngược lại thì giới phụ nữ thích dùng nem sau khi chơi bài xong và do không có điếm đực chỉ có bạn nhảy tính giờ mà khách sạn phải đáp ứng nhu cầu tình dục cho mọi người nên phải dùng tạm mấy tên chia bài và những thằng nhóc sai giặt cho mấy bà lớn và do những gì mấy tên này thuật lại cronovelt mới dở lẽ ra đàn ông cần tình dục để lấy thêm tự tin trước khi vào cuộc đỏ đen. Còn phụ nữ thì cần tình dục để an ủi cho nỗi buồn cháy túi hay như một phần thưởng chiến thắng trên chiếu bạc. Đúng là tim bự đã kêu một ả trước khi nhập tiệc một tiếng và gần sáng thì đi ngủ với hai nhỏ bồi bàn của nó sau khi đã thua một khoản không nhỏ. Hai cô này có hơi trù trừ. Họ là những người đứng đắn mà. Tim bự đã giải quyết vấn đề theo cách riêng của hắn. Hắn đặt 10.000 đô thẻ đen và nói là sẽ cho họ hết khoản đó nếu chịu qua đêm với hắn. Kèm theo một khoản hứa mập mờ thường lệ, hắn sẽ bo thêm nếu các cô che đẹp. Hắn thích thú nhìn cảnh hai ả mơn mê mớ thẻ, trầm ngâm trước khi ân thuận. Hai ả chơi khăm hắn bằng cách dụ hắn uống quá cần câu rồi lăn ra ngủ, rượu thịt nồng nặc trước khi hắn kịp qua công đoạn tái máy rờ rẫm. Hắn ngủ ở giữa, thân hình đồ sộ ép hai ả ra tận mép giường. Yến sau một hồi đánh đuôi vào thân hình đồ sộ của nó cả hai đã lăn xuống sàn ngủ ngon lành đêm đó cross nhận được một cú điện thoại của claudia athena đã biến mất rồi phim trường xôn xao cả lên em lo lắng lắm từ khi em quen với nó tới giờ Athena chưa từng biến mất như vậy. Ít nhất là một kỳ nghỉ cuối tuần cuối tháng. Nhưng lần này em nghĩ nên báo cho anh biết anh nên làm gì đó trước khi nó thật sự biến mất. Được thôi. Cross nói. Nó không cho biết là đã cho người của mình theo dõi Skynet, Nhưng cú điện thoại chỉ làm cho hắn nghĩ đến thân hình Athena. Khuôn mặt kỳ diệu đó dường như nói lên được cảm xúc sâu kín nhất trong lòng. Cặp dò dài tuyệt mỹ của nàng và ánh mắt thông minh như một sợi tơ của một nhạc cụ vô hình nào đó bên trong tâm khảm của nàng nó nhắc máy gọi cho một cô trong đội vũ công mà hắn thường hay đi chơi tên là tiffany tiffany là trưởng nhóm vũ công của một số trình diễn lớn nhất sanadu vì thế ả à hay được trả thêm và được thưởng cho việc duy trì trật tự và cả giả thông thường hay những trận chiến đích thực của những cô gái ả à có một giai đẹp hoàn hảo nhưng thử đóng phim thì luôn bị gạt ra đơn giản chỉ vì khi lên hình trông ả quá đồ sộ. Nhảy trên sân khấu thì tuyệt, nhưng lên hình thì lại quá cỡ. Đêm đó, cô ả ngạc nhiên vì tốc độ làm tình của Cross. Hắn chỉ kịp dồ lấy ả, lột sạch áo sống và hôn tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Hắn xài nàng nhanh như chớp. Thật là hoàn toàn khác biệt với phong cách quen thuộc của hắn, đến nỗi cô nàng phải thốt lên rầu rĩ. Lần này lại yêu thật rồi, chắc là không phải em rồi, phải không chàng đần? cô nào có phước thế? Cross bực mình thấy ả dễ dàng đọc được tâm trạng mình, vậy mà nó vẫn không ngăn được cơn sóng tình đang thèm thuồng khối thịt bên cạnh. Dường như không bao giờ thỏa mãn trước bộ ngực ngồn ngộn, trước cái lưỡi trơn lấy ngon lành, cái lạch đào nguyên mơn mởn giữa cặp đùi của ả. Tất cả phát ra một sức nóng không cưỡng lại được. Nhưng rốt cuộc thì mấy giờ sau, khi cơn sóng tình đã lắng dịu, nó cũng không thể không nghĩ về Athena. Tiffany nhắc máy gọi dịch vụ cho cả hai. Cô nói, Em thấy tội nghiệp cho cô nàng khốn khổ đó, đến lúc anh chiếm được nó. Cô ả đi rồi, Cross cảm thấy thoải mái hẳn. Tình yêu cuồng nhiệt làm người ta mềm yếu, nhưng dục vọng đã thỏa mãn, nó lại thấy tự tin. Lúc 3 giờ sáng, nó thả một dòng quanh sòng bạc. Ở quầy cà phê, nó thấy Dante ngồi với ba ả rất đẹp và nhí nhảnh. Dù một trong số đó là Loretta Lan, nữ ca sĩ mà có lần nó giúp quỷ hợp đồng, hắn vẫn không nhận ra. Dante giãy tay kêu lại, nhưng nó lắc đầu từ chối. Trên căn phòng ở lầu thượng, nó nuốt hai viên thuốc ngủ trước khi lên giường, mà lòng vẫn mơ đến Athena. người phụ nữ ở bàn của dante là những minh tinh sáng giá của hollywood vợ của những ngôi sao đắt giá và tự thân mình cũng là những ngôi sao họ là khách mời tại buổi chiêu đãi của tim bự dù không có giấy mời chính thức nhưng đã khéo léo sử dụng sắc đẹp của mình để lọt vô lớn tuổi nhất là julia người đã lập gia đình với một trong những ngôi sao tỷ phú nổi tiếng nhất làng điện ảnh á à, có hai con cả gia đình thường xuất hiện trên các tạp chí như một cặp ngoại lệ không hề lục đục và đang vui hưởng cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Người thứ hai là John Ward. Gần 50 rồi mà trông vẫn còn hấp dẫn. Giờ thì Á à chỉ còn đóng những giai phụ. Thường là những phụ nữ sắc sảo, là bà mẹ khốn khổ có đứa con hư hỏng hay giai một người phụ nữ bị ruồng bỏ mà bi kịch đó lại đưa đến một cuộc hôn nhân với hạnh phúc tràn đầy hay như một chiến sĩ hăng say trong phong trào nữ quyền. Á à lập gia đình với một tay chủ hãng phim người chi trả những thẻ tín dụng của ả mà không một tiếng phàn nàn dù là những khoản kích xù đến cỡ nào mà chỉ yêu cầu ả đóng vai mệnh phụ trong các buổi tiệc làm ăn do hắn tổ chức hai người không có con người thứ ba là ngôi sao loretta hiện đang rất ăn khách trong các gia chính của những gia hài kịch kỳ quặc ả cũng có gia đình ngon lành chồng là một ngôi sao tỷ phú của các loại phim hành động rẻ tiền dân hay đưa ả đi du lịch ngoại quốc vào những kỳ nghỉ hè đẹp nhất trong năm Ba mụ kết bạn bè từ khi đóng chung nhiều phim và dì hay cùng nhau đi mua sắm ở Rodeo Drive, cùng ăn trưa ở đại sảnh Polo của khách sạn Beverly Hills, nơi họ hay tán gỗ và so cà các ông chồng, cũng như về thẻ tín dụng của mấy ông. Về chuyện thẻ tín dụng cho họ thì không có gì phàn nàn cả. Cũng giống như cầm sẻn suốt mở vàng vậy mà. Mà mấy ông chồng thì chẳng bao giờ hỏi han việc này. Julia than phiền rằng chồng Á không quan tâm nhiều đến mấy đứa con. John Chồng có tiếng là người luôn phát hiện những ngôi sao mới, thì buồn vì không có con. Loretta cào nhau vì chồng chuyển qua những giai diễn nghiêm túc hơn. Nhưng một hôm, với giả xí soạn cố hữu, Loretta phát biểu. Thôi, hãy thôi tự ca cẩm đi mấy bồ. Chúng mình đều hạnh phúc và rất hợp với những nhân vật quan trọng mà. Nhưng cái mình không ưa là các ông chồng chỉ biết tống vợ ra Rodeo Drive mua sắm. Để bớt đi cảm giác tội lỗi khi mấy ông ngủ với các con khác ba cười phá lên vì đúng quá mà julie nói tôi yêu chồng lắm nhưng gã đi quay ở tahiti được một tháng rồi tôi biết gã không chịu ngồi trên bãi biển mó mấy một mình đâu nhưng tôi thì không muốn ở suốt một tháng ở tahiti nên gã phải vui vẻ với một con đào chánh hay một tài năng bản xứ nào thôi mà chỉ có tới thì hắn cũng làm vậy thôi john trầm ngâm thằng chồng tôi hiện giờ xí quách còn thua con thằng lằng mà cây gậy của hắn cũng giống như cái ống nước vậy. Chả là vì các ngôi sao hắn phát hiện đều là giống cái. Hắn cho tụi nó diễn thử bằng cách kiểm tra trình độ xả láng của mấy em. Lúc này, cả bọn đều ngà ngà cả rồi. Họ tin rằng rượu không chứa calorie. Loretta quả quyết. Chúng ta không thể trách gì tụi nó được. Những ả à đẹp nhất thế giới đều cho mấy ông chồng của chúng ta xem mà. Tụi nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao mình phải chịu đựng chứ? bỏ mẹ mấy cái thẻ tín dụng, chúng mình đi chơi đi. Thế là cả bọn gái ngoan khi chồng đi khỏi, đều theo lịch một tháng một lần, thường xuyên đi phiêu lưu suốt đêm. Vì các người Mỹ đều quen mặt biết tiếng, nên các ả phải cải trang. Điều này quá ra lại dễ vô cùng. Họ đổ tóc giả để đổ màu và kiểu tóc. Họ trang điểm làm dày lên hay kẻ môi mỏng lại. Họ mặc quần áo của tầng lớp trung lưu. Sắc đẹp, có giảm sút nhưng không hề gì và như những nữ diễn viên khác họ có thể trở nên cực kỳ duyên dáng và gợi cảm cái trò đóng kịch này ai cũng thích họ rất thích nghe đủ loài đàn ông bộc lộ tâm sự với hy vọng được lên giường với mình và thường thì đều thành công đó mới là một mảng đời thật tươi mát các nhân vật vẫn bí mật nhưng không gắn chặt với một kịch bản nào và những sự ngạc nhiên đầy thú vị những lời cầu hôn chân thành những thổ lộ tình yêu chân chính những người đàn ông chia sẻ nỗi đau với họ vì ngỡ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại. Họ được ngưỡng mộ, không phải vì địa vị đã được giấu kín mà vì vẻ tiềm ẩn của mình. Họ cũng thích tạo ra những mẫu người mới. Khi thì họ là những nhân viên điều hành máy tính đi nghỉ hè, có lúc lại là các y tá nghỉ ca, những nhân viên đa khoa hay những người hoạt động xã hội. Họ thường phải đọc sách về những nghề này để quá thân cho giống. Thỉnh thoảng, họ giả làm thư ký ở những văn phòng tư pháp cho một luật sư danh tiếng ở Los Angeles và tiết lộ những xì căng đan của chính chồng mình và chồng bạn diễn. Họ cảm thấy rất tuyệt, nhưng luôn phải ra khỏi thành phố. Los Angeles quá nguy hiểm, có thể bị bạn bè nhận mặt dù đã cải trang. Họ thấy San Francisco cũng rất bấp bênh. Một vài tên đồng tính luyến ái có thể biết rõ chân tướng họ mà chỉ cần liếc qua một cái. Cuối cùng, nơi tốt nhất vẫn là Las Vegas. Dante mời cả ba nhập bọn tại sảnh đường Sanadu, nơi khách đánh bạc mệt thường ra nghỉ và nghe nhạc, hay xem hài kịch. Có lần Loretta đã diễn ở đó lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Không có khiêu vũ ở đây, khách sạn chỉ mau chóng đưa khách trở lại bàn chơi sau khi đã nghỉ xả hơi. Dante bị vẻ yêu kiều tự nhiên, tính vui nhộn của họ thu hút. Mấy ả thì bị hấp dẫn khi xem hắn đánh bạc và thua hàng đóng tiền với thẻ tín dụng không giới hạn của hắn. Uống rượu xong, hắn đưa họ đến bàn quay roulette và đặt cho mỗi người một ngàn đô tiền thẻ. Họ như bị mê hoặc bởi cái mũ của hắn sự ân cần đến mức cầu kỳ của mấy tay đứng quầy và chủ sòng dành cho hắn và giải tư cười ranh mảnh pha chút độc địa của hắn Dante vốn rất có duyên đồ tục đôi khi nghe lạnh cả người và thêm giả hào qua lúc chơi bài đã đủ kích thích mấy ả bấn cả người lên dĩ nhiên họ cũng giàu họ kiếm được khối tiền nhưng hắn có tiền mặt mà điều này có sức hấp dẫn riêng của nó dĩ nhiên một ngày họ có thể tiêu mất hàng chục nghìn đô ở khu Rodeo Drive. Nhưng bù lại, họ cũng nhận được những món rất xa xỉ. Khi Dante ra dấu ghi nợ 100.000 đô, cả bọn đều như ngộp thở. Dù chồng mấy ả đã từng mua tặng những chiếc xe còn đắt giá hơn, nhưng Dante đang dứt tiền qua cửa sổ. Không phải lúc nào ả cũng ngủ với bất kỳ người nào làm quen được. Nhưng khi đi toilet, cả bọn đều bàn bạc xem ai sẽ được Dante. Julia năn nỉ. Ả nói, ả à đang có hứng muốn tè vào cái nón ngộ nghĩnh của Dante. hai người kia phải đồng ý chan đang hy vọng kiếm được năm đến 10 ngàn không phải ả à thực sự cần nhưng đây là tiền mặt tiền thật loretta thì không hoàn toàn bị Dante thu hút như hai ả à kia cuộc sống nơi quán rượu đã phần nào nhẵn mặt những gã như thế này đối với ả à. bọn chúng thường hay gây ra những khó chịu bất ngờ đa số thường chẳng dễ chơi chút nào ba ả trọ chung một dãy gồm ba phòng ngủ ở sanadu những chuyến như vậy họ luôn đi chung với nhau lý do an toàn và cũng để tán gẫu về những cuộc phiêu lưu của mình họ đã thỏa thuận là không qua đêm với bất kỳ ai vậy là julia được Dante. hắn cũng chẳng nói gì dù thích loretta hơn nhưng hắn lại nài cô julia đến phòng mình dưới phòng của ả hắn lạnh lùng nói anh sẽ đưa em về phòng chỉ một giờ thôi, sáng mai anh phải dậy sớm. Lúc đó, Julia mới nhận ra là Dante cho cả bọn Á à là gái điếm giả dạng gái nhà lành. Lên trên phòng em đi, em sẽ đưa anh xuống. Á à nói, em có hai cô bạn đang tới cỡ ở trển. Làm sao anh biết trước cả ba không chồm lên mình rồi chơi cửa sau của anh? Anh chỉ là một tên bé bỏng mà. Câu nói đủ làm vui Julia để Á à xuống phòng hắn. Nàng đã không để ý đến vẻ gian xảo trong nụ cười của hắn. Trên đường đi, cô nàng còn đùa. Em muốn tè và nói anh quá. Đen nói mặt tỉnh bơ. Nếu em thấy vui, thì anh cũng vậy. Thích thì chiều à. Trong phòng cả hai tán gỗ một lát, Julia ném dí lên trường kỹ, rồi kéo hai già áo xuống, phô ra bộ ngực giống là nét nổi bật nhất của ả. Nhưng có lẽ Dante là một trường hợp ngoại lệ một tên không có hứng thú với hai gò bồng đảo. Hắn đưa nàng vào phòng ngủ, rồi lần lượt lột áo đầm và mớ đồ lót trên người ả. Khi ả đã trần như nhộng, hắn mới cởi đồ mình. Julia thấy em bé của hắn ngắn và mập mạp và còn nguyên ba quy đầu. Ả nói, anh phải dùng ba cao su đấy nhé. Dante ném cô nàng lên giường. Julia người rất nở nang, nhưng hắn bế thốc ả lên và ném lên giường không có vẻ gì khó khăn cả. Rồi hắn đè lên người nàng. Ả à kêu lên Em kêu anh xài bao cao su mà Thiệt đó Ngay sau đó Ả à nghe thấy như có một cái gì đó Nổ tung sáng loa trong đầu Lúc đó Ả à mới biết là hắn vừa bạc tay Một cái nảy lửa Làm Ả à suýt ngất đi Ả à cố dùng dãy thoát thân Nhưng đền thề dù nhỏ con Lại khỏe kinh hồn Ả à lẫn thêm hai cái tác nữa Và khắp mặt nóng rần rần Hàm đau ê ẩm Ả à cảm thấy hắn đang cài mình Chỉ vài giây thôi ráng nằm giật lên thân ả hai người quấn chặt lấy nhau xong hắn lật ả sắp xuống julia thấy em bé của hắn vẫn còn chào cờ và ả biết hắn muốn cậy cửa sau của mình ả thều thào em thích lắm nhưng em phải xài một chút vaseline em để trong bóp hắn để ả luồn dưới người và chuồn ra ngoài đi vào phòng khách dante đứng bên cửa phòng ngủ cả hai vẫn trần như nhộng và em bé của hắn vẫn còn ở thế sẵn sàng Julia lục loại trong dí rồi thình lình như một màn đầy kịch tính ả rút ra một khẩu súng bạc nhỏ xíu đó là một đạo cụ ả dùng trong một bộ phim và đã luôn tưởng tượng ra cái ngày được sử dụng trong đời thực ả chĩa thẳng vào Dante lấy thế đứng dặn hông như đã thực hiện trong phim trường và nói tôi sẽ mặc đồ giàu và đi khỏi đây nếu anh có ý định gì tôi sẽ bóp cò ngay đấy ả à ngẩn người thấy dante phá lên cười ngon lành nhưng á à cũng hài lòng nhận thấy thằng nhỏ của hắn đã xiêu ngay lập tức á à có vẻ khoái chí lắm và đang nghĩ tới cảnh lên lầu kể lại cho joan và Loretta nghe rồi cả bọn sẽ được một trận cười no nê nhưng dante làm á à thấy sợ sợ hắn dậm bước đi từ từ về phía á à. hắn toát miệng cười và mềm mỏng nói nòng nhỏ thế kia thì trừ khi em may mắn bắn trúng đầu chứ làm sao có thể ngăn anh được đừng xài súng cỡ nhỏ. Em ghim được ba viên vào người anh, thì anh vẫn bớt chết em được đấy. Mà này, em cầm súng sai rồi, không cần đứng gian chân ra đâu, trông mất thẩm mỹ lắm. Cộng thêm may mắn vào, thì cũng không thể trúng. Mấy thứ đồ chơi này không chính xác chút nào. Ném súng đi, rồi ta nói chuyện, rồi em có thể đi được mà. Hắn tiếp tục dấn bước, buộc ả phải ném súng lên trường kỹ. Dante đến nhặt lên xem kỹ rồi lắc đầu. Hắn nói, Súng giả hả? Thế này thì khác gì tự sát kia chứ? Hắn lắc đầu ra giả không bằng lòng với giả gần như triều mến. Chà, nếu là gái làm chơi thật thì phải súng thật chứ. Vậy em là gái loại nào? Hắn đẩy Julia xuống ghế và đạp chân lên người giữ ả ở nguyên một chỗ. Rồi hắn banh dí ra dốc ngược mọi thứ bên trong lên bàn rút ra cái bóp đựng thẻ tín dụng và bằng lái của ả. Hắn ngắm nghía cẩn thận rồi nhoáng miệng cười khoái chí. Hắn nói gỡ tóc giả ra. Chúng ta vừa xếp lại tập 15, ông trùm quyền lực cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê, Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.